xin chào cả nhà nha. Hôm nay mấy anh em sẽ tiếp tục đi quay cái hành trình đi bắt ong. Ở đây mình thấy người ta đi dặm lúa này các bạn, nhìn rất là đẹp ha. Đây mình phải đi qua cái con đường đất ở đây, đi thẳng vô kia để quay tiếp lấy ong cho các bạn xem tiếp video phần lấy ong của mấy anh em nha. Hai, xin chào cả nhà nha. Bây giờ mấy anh em đã đến điểm rồi các bạn ơi. Vô kiếm ổ ong dễ mày mới được. Lộn sẽ có ổ củng cho các bạn xem này. Ê, ông người giá nào. Mình giờ mới rồi. Ảnh nhìn hỏi biết rồi. Được, cái này có hộp với người ta. Ngồi chỗ ha. Ủa này cò chắc tối ngủ nhóc quá ta. Để trắng luôn nè. Cái này như vô rừng như kìa. Bởi vì thấy nó dắt nhiều phải rồi. Cao trên kìa con ong rẻ bên tay trái à, coi nó bay đâu. Ê ông đâu bên này bay ra nè. Ông bay từ lưới chứ không biết ở đâu, ổ ở đâu các bạn. Thì nó trong vườn này không à, nó bắn có một hướng một bên kia chứ gì. Nè. Má dạt bự quý luôn. Cháu đi dẫn đóng chỗ cây khô đắp lên bụi lá trong đó. Đấy, xin chào các bạn nha. Mình bây giờ mình sẽ quay lấy ổ ong ruồi. Không còn lưới luôn nha anh em. Đây. Quay ổ ong ruồi cho các bạn xem. Quay ông người ăn tại chỗ luôn các bạn. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha cả nhà. Nó nói đâu? Đâu vậy? Trời ơi, ông rùi kìa. Cũng cao, ở đó bự á. Nãy là không cần gì mà. Chết kìa. Chị đại nó có chết đâu vậy? Ba với chị không ngủ rồi. Con lại xíu mặt gì trời. Mùa này còn gì nữa. Chấp đây quay à. Hello. Calamen. Thứ gì chị nói? Ăn tại chỗ luôn à. Anh em. Rắn cắn làm. Này ung ngủ các bạn ơi. Ghét luôn. Cảnh này coi mới đã nè các bạn.
cây này khô. Ôi lú mặt rồi, lú cùi rồi. Mùa này ít ít mà. Cây này cũng khô dễ bẻ mà, khỏi cần dao. Mặt đẹp quá. Này thánh lấy ông các bạn. Ui giời ơi. Cận cảnh lấy ông qua cái kết. Chết con kim. Quá đẹp. Nó này mặt cái cục mặt cái bá phì thô lu. Chết. Chạy. Có gì đâu chạy. Vì đợi để cây thế xong quá. Rồi ra. Thu đầu mày. Ông ruồi nha các bạn, này ông ruồi. Ổ đẹp quá ha. Cái này ăn dễ nhiệt. Nít kêu hai á, cái nhà ai. Lấy cái tàn. Rồi, ra anh em mình chạp. Quá đẹp. Quá đẹp. Nít kêu hai nè. Rồi. Ổ cồ. Đẹp chứ. Ổ này thà mặt có mặt nữa. Gan trời. Ừ. Gan trời. Ừ. Ba quỷ này mà bán làm gì? Lúc nào nhiêu được lít. Ừ ăn đi. Ăn hết nhiêu đó đi. Ăn mẹ đi. Chịu nhập viện luôn. Không có gì đó. Dạ. Nè hồi ăn cái này chấm ngon lắm nè, chấm ngon lắm. Để lại cái đó. Nó đốt hết con này ra kiếm cái triệu bạc bình thường nha, mấy triệu. Đốt hết cây này nè. Cái cây này nè. Đốt hết cây này mấy triệu. Này tới một chuyện luôn cái ổ ông ruồi nha các bạn. Cục mập nhìn thấy sướng không? Cầm lên như nè, cầm lên như nè. Lấy hình đưa đưa hàm răng vô, làm ổ đưa hàm răng vô. Ừ. Hả ông ra, ừ. Ok. Ăn dưới mới giữ. Rồi ha, nhìn thấy ngon ha. Cái ngon là cái sữa này nè. Ừ. Cái đó ăn nó thơm lắm các bạn. Này về câu cá. Không, cái này câu cá gì, ông ruồi mà. Ông mật á. Ông mật mấy câu cá này nhỏ xíu à. Nhỏ. Trời ơi, cò đi tới mà lộ luôn kìa. Không. Hỏi lên mà đây luôn bây giờ. Này nó nhỏ mà. Đấy, lại chùm chùm cái đầu lại á, rồi cá đi lại đẳng không biết đâu. Cò nó bắn cái bơi ăn rồi nè. Này cái cốc này, cốc bây giờ. Hồi cháy xe luôn rồi. Rồi, nè em làm đi, làm chiếc cá đi. Mới hay tắt mà. Chiếu cháy xe rồi. Để thế này. Thế này. Máng đây được nè, máng đây. Ừ. Giờ nó hết nhiệm vụ rồi đó, giờ chỉ ổ thấp thì quay bọn này. Chừng nó có nữa không chừng. Ừ, mẹ chui vô ổ không vậy. Con gì bự. Con gì bự. Con gì bự bự thế. Lên. Con gì to thế hả? À? Gặp mấy xong mà sợ gì. Hai xin chào cả nhà nha. Giờ mấy anh em tiếp tục lấy thêm một ổ. Mang nữa đó. Ổ này nó mới đi về các bạn. Mang nó ngoạn. Tay luôn trời. Này, du khỉ chứ ngày xuống đất rồi các bạn ơi. Giờ leo hết nổi rồi. Túi không có nhà có không? Tắt đâu. Thủy khỉ chứ cũng đuối đuối lắm chứ đâu. Thì có giờ còn ổ không cao nữa chắc lại còn nổi. Thì em nổi đâu. Cái bụng rồi đúng không? Nổi rồi. Đuối rồi. Cái bụng rồi. Nồi ra mình ăn mừng cái. Còn hai hộp đó. Về tới ngã tư ngang gọn hả em mình? Ghé quán của ông gì? Quán gì đó, đó nhậu vậy à. Đây giờ mấy anh em săn kiếm nãy giờ cuối cùng đã gặp được cái ổ ong nè các bạn ơi. Ổ ong rẻ nãy giờ trong này mà kiếm không gặp các bạn. Đi kiếm cùng trời cuối đất luôn. Không ai chết mà ai đó chứ. Ừ. Trời cuối đất đi. Nó trơn luôn. Luôn đó quỷ. Để tỉnh cái này không luôn. Đâu? Trời ơi là trời, đủ khí ở đâu rồi. Ê, tao qua đây, tao. Dạ. Qua đây quay cái nè, quay cái gì hả đó? Đâu? Đây thấy rõ gì? Quay ông mặt luôn. Trời trời, nãy giờ. Đó. Đây phước ông thầy ơi. Quay ông mặt luôn kìa. Lỡ đó luôn à, lỡ đó nó dẹt em hả? Quay ông mặt. Ông mặt hả? Chốt đi. Xuống đây luôn trong coi nè. Khi nào lấy ông mặt thì mình coi.
má nãy đi ngang không là bị quýnh từng trời. Trời đi không giờ miếng sao cái miệng nó quay ra ngoài á, chứ thằng nó ném luôn á ha. Khi nào nó bỏ không? Ê, hồi nãy mình nói nó gần gần đâu đây rồi đúng không? Hồi nãy nhà vậy đó mới còn đủ quân số, phải là nó quánh là đâu có đủ quân số. Thôi lấy lưới đâu mọi người ha. Chụm đầu lấy ai? 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 Một phát ở chạy anh em. Có chụm ẻo ẻo như thằng kia nha. Ôi, mắt ẻo. Đây là gì vậy luôn rồi. Chặt lưới luôn. Đây tiếp tục có ở dưới được rồi. Vô này vô gì. Cái nhỏ tầm lưng quá không đẹp. Chặt lưới bằng chân. Trời ơi, ổn nãy giờ kiếm không thấy nè các bạn. Ổn nó cũng bự, ai từ nhỏ này coi chừng trúng luôn nè. Rồi, coi từ nhỏ này trúng đẹp luôn nè. Tôi thấy cái bầu với cũng nhiều lắm á. Mà sao ít con quá vậy trời? Không có con già cho người ta. Rồi. Không thấy nhộng rồi em ơi. Ôi đây rồi. Mọi người thấy không có con nào bay vô ổ này một luôn rồi. Quỷ à. 10 con. Làm đi kiếm muốn chết luôn. Ôi trời. Thế không chịu. Chán thiệt các bạn ơi. Dạ. Trời ơi, làm mất công các bạn ơi. Buồn ơi là buồn. Làm sình luôn rồi. Không có quần què vậy cha. Con có mấy con à? Bởi vì nói ủa sao cái ổ hết con quá trời. Con già. Không có con quỷ gì vậy, con già được con ít à. Bỏ luôn hả? Bỏ rồi. Có 20 con già. Ôi trời. Bỏ. Làm tốn oxy nữa. Hồi nãy ông chạy chi để đụng quánh thằng cái 5 con đã hết rồi. Ừ. Chết tiếp. Hai xin chào cả nhà nha. Mất hết nước. Cuối cùng là mấy anh em cũng lấy được cái ổ ông rùi. Ôi, mà rồi. Không có lấy được cái ổ ông rùi dẻ, ổ ông rùi dẻ thì bị nói chung là nó bị hư bị gì rồi, không có mấy ông à. Không có nhộng như trơn, bây giờ mấy anh em về luôn các bạn ơi, mệt quá. Rồi cái nhà mình xem clip vui vẻ nha, bây giờ bye bye và hẹn gặp lại cả nhà trên kênh Ngã Năm TV trong những clip mới nha. Bye bye, bye bye lần thứ 80 các bạn. Đấy, bây giờ xin gửi lời chào tận tạm biệt cả nhà nha, nhớ ủng hộ mấy anh em nha. Đấy, lấy cái bọc để này nè. Không, có gì không? Đây, một buổi của mấy anh em cuối cùng cũng được vô đây. Bây giờ bye bye cả nhà nha. Hãy chào các bạn nha, bây giờ mấy anh em về gặp cổ ông rồi. Tắp chạy nó về. Giờ cổ mà không tắp chạy nè các bạn. Bây giờ sau những chuyến lấy ong không thành công thì bây giờ mới đem về nhà của em Thiên để làm gà nhậu. Các bạn xem clip vui vẻ nha. Giờ về làm ẩm thực các bạn ơi. Nó chiều đồng lúa đẹp không các bạn? Chào cả nhà nha, bây giờ mình ghé nhà của em Thiên chơi các bạn ơi. Đây, bữa nay mấy anh em vô nhà của em Thiên săn săn vịt với săn gà. Không là săn ong, săn vịt với săn gà. Có hết luôn hả?
không ăn mất ba con. Chị xin. Lên đây nè. Lên đây quá trời rồi. Chào bạn á. Đồ vô hả? Trời ơi. Lấy cái lại chụp cái định. Đó giật đó. Quay cảnh này mới đã à. Con nào cũng được hiểu chứ. Chụp dịch nghe các bạn. Chống này trên bờ đứng phải không? Đó đó, bự đó. Bỏ ai ba. Trời ơi trời. Giật nó lớn chụp hụt. Chẳng lại hen. Chẳng lại chẳng. Trời. Trời. Lỗi nó luôn, lỗi nó luôn. Chẳng lại. Kẻ kẻ chụp được kẻ xuống dưới đó chụp kìa. Rồi lại chụp bằng vàng đúng không? Nè nè này được nè. Lẹ lên, tao lại. Rồi cái giật tới cái giật nữa. Cái giật gách bỏ vào đây đâu. Ủa. Hổng làm cái giật kia mà. Rồi, xạ thủ đâu đó, xạ thủ đâu. Lấy đá ra. Rồi lên khỏi đậu xẻo bắt cái gì đâu. Cậu đi, cậu mà giật đi, thủ mới bắt tay lấy người ta sao ấy. Trời ơi, giờ chà bá chụp dịch học trời. Đây tiết mục bắt dịch. Bắt dịch miền Tây. Có dịch tăng mừng thì bữa nay lấy được 6 ông nha anh em. Lấy cái cành thì để anh coi. Bước hồi thì chạy cầm về bỏ mắt. Ui. Ui. Bắt dịch xem. Ủa đồ 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 tới được tới. Cây cây ra đó ơi. Chuẩn bị. Vô đi chuẩn bị. Đó chuẩn bị. Nhiều rồi chụp không dính nữa thôi nha. Bài hả em. Để lên. Con này. Con này tao bắt bằng tay anh dính nữa. Con nữa. 7 con hay 8 con. Thôi vậy nãy đừng bắt để cho định nó chụp. Ôi phim. Con này bọc này ba bọc hơn. Bọc nó ba rồi. Những pha chụp dịch thì đi vào lòng đất. Dữ vậy. Tha lộ luôn ạ. À. Dính luôn rồi kìa. Rồi xong luôn. Rồi tiếp một bắt dịch đến đây là kết thúc. Chuyển qua bắt gà. Thôi nôi. Thôi nôi anh có đứa nào nữa đâu thôi nôi. Thôi thôi nôi anh đó. Có đứa nào nữa chắc nó trở nó cho con trốn luôn quá chừng bữa. Thôi nôi. Ê, lên clip này lỡ mà chị bà coi bà la thôi nôi ai. Thôi nôi ai cái chết tao luôn. Thôi nôi. Thôi nôi chết tao luôn Hiền. Nghe thôi được. Về đây kích như bà nhà bên đây thì. Lúc trước đi vô nhà nó bắt cái giò thái thả bị lù lâu lắm rồi. Đây ông anh nó mua 5 triệu tiền dịch các bạn. Cái trời ơi triệu mấy các bạn. 5 triệu bị loãng. Sao vậy? Nói là cái thấy không ha. Đây. Chạy qua. Bộ thì dễ đó, hồi mở ra khó. Gì? Đi không nè. Hả à, quậy. Đi quay từ nè quậy. Đi không? Hai xin chào cả nhà nha. Bữa nay thì bắt ong mà mấy ổ sao hơi thấp thì cuối cùng thì mấy nay cũng được con gà. Gà với chuối. Gà với chuối. Đây món đầu tiên các bạn, khai vị năng chi leo. Đây mình vô đây mình coi cái phần gà các bạn. Đi liền về đây không vậy? Ông chủ rồi có ở trên nè. Chạy mọi người ơi. Đây phần gà. Đó, gà xé, gà luộc. Gà xé khoai. Gà xé khoai. Ông này lên tăng này. Sáu trăm lít. Nào, đây bọn ông quá trời các bạn. Nó chạy cái này. Mấy lít này? 2, 4, 6, 8, 4 lít mấy? Chưa vào lần. Ok, giờ bên em ra lấy ai các bạn ơi. Em mời làm luôn. Hey, chào cả nhà nha. Bây giờ cái phần gà luộc xếp hai này các bạn.
Nay ai nha các bạn ơi. Huế. Vô. Bỏ nhậu mấy con chơi. Thiệt mà, nó nhậu đâu. Nó thiếu lạnh đó. Dạ. Tưởng nó chơi phải không? Vô chú. Vô lông rồi đi lấy gì đó. Thôi bia đi nè. Anh làm hảnh nhỏ đó cho anh. Cái gì nhỏ cho anh. Mày mua gà đó giá 1 ký nhiêu ạ? 60. Gà của anh con của mấy luôn. Cũng rẻ 60 rồi dạ. 60. Đâu, cái chục gà đâu, gà này ra chợ 80 luôn á. Không có mới buổi trưa nè. Dạ. Vô chú ơi. Chắc rồi. Nhộng rồi. Hỏi luôn shipper này quay đi. Một ngày mình bán. Ai vậy? Cái nước một ngày mình bán. Sài Gòn tới. Ôi, xin chào dưới khỉ. Rồi lấy chuối làm mồi. Trời đang đang nhậu. Thôi về lấy đèn lại nha, lâu rồi đó. Đang có cục bên mọc. Nguyên mọc bên mà đang có cục mọc. Thôi lộn về sọn ra. Rồi cái dĩa chuối của anh Kỳ mình đâu. Nói với vô. Ngày mai cả nhà mình cùng Nam Nhi với anh em với chú qua mạng nhỏ nha cả nhà. Đếm lên. Đây là rượu ông nè các bạn. Rượu ông ngâm không gầy. Đó. Hình quả gì vậy? Hình quả rượu ông. Cái bia nói chưa nói gì? Lên TV luôn không? Dạ, con đang trên YouTube á. Lên nó bấm ngã 5 TV là thấy con. YouTube là để sao? Bấm ngã 5 TV là thấy à. Ngã 5 TV là thấy à? Dạ, ngã 5 TV vô coi video á. Bấm vô đăng ký, bấm vô cái chuông đó. Về thấy à. Hai chiếc này nó quay lên nhiều tiếng luôn đó. Dạ. Nãy về soạn ra hết rồi được có 4 ký 8. Dạ. Yeah. Không dùng à. 4 ký 8 chưa sửa. Chưa sửa. Sửa là dạ, còn dạ. 2 ký rưỡi. Bấm YouTube vô lên YouTube. Bấm ngã 5 TV rồi đấy. 3 ký rồi. Dạ, bấm ngã 5. Để 2 ký rưỡi. Để sửa hoài đi. Đây lên sóng luôn. Nhà 1 2 3 vô. Đúng rồi. Lên nhậu như năm. Bận gà gì mà siêu tóc vậy trời. Gà dịch đâu không hẳn. Không gà làm nè mà. Ê bà ơi, ê con chào ơi, nè. Chào ơi. Thằng Linh quen gà làm đâu mấy bà. Ê bà đưa tay lên. Làm thuốc tẹt tẹt lấy. Tẹt tẹt tẹt. Mà có làm nhầm người làm gà lẹ lắm. Thôi để. Để đi. Vô vô vô. Đây mời cả nhà nha. Mời ông con đem thôi. Rồi. Review gà. Thịt gà vô. À, vô khỉ leo cây thì ăn chuối, vô khỉ xuống đất thì ăn gà. Trời nói cho vui thôi nghe cả nhà ơi. Ở đây nó không ăn nó gì bánh nha. Chưa không có dành. Không có dành bản quyền vô khỉ đâu nha. Để lên nói nhiều khi dành bị danh rồi. Trời ơi trùng tên thì chuyện bình thường. Tại thấy leo trèo hay mình kêu khỉ khọ dượng rồi. Kia vô khỉ đúng cây à? Ờ, này vô khỉ lấy ông. Vô khỉ leo dừa chạy vô khỉ này vậy. Anh báo. Tôi nói chứ ai cũng có cái hay chứ. Bên kia thì người ta leo mình không. Còn cái này leo bằng bộ đồ này nó cũng ai cũng có cái khó gì. Cameraman vô nè. Hết tay rồi, uống đi. Sáng mấy ổng chiều như dự mà con mắt đi lai cây rồi đâu có đi. Nè ăn dắt nó trắng nè. Nãy giờ mà chưa dắt mà cắn nữa hả? Nãy giờ chảy máu hoài luôn á. Không gì giờ nó trong giờ là không máu có tiền máu nãy giờ hoài luôn gửi. Ừ nãy anh kêu gì nữa mà tính ra vô bây giờ nó có gì đâu được gì đâu giờ nó được ổ chết chứ được đấy con rồi chưa mấy rồi nữa ổ rồi chưa mấy chưa hai chưa tư rồi mày bả tính ra giành lại nữa đó đó đi tiếp ba nữa. Vậy mà con hỏi nó chợ con gan con gống trời mặt nhất. Không có đâu mình nói là kệ lên cho YouTube tao quay kìa. Nè đây YouTuber tương lai các bạn. Chờ các bạn ơi. Cái gì cái thiệu ơi, nó cỡ cái gì? Không dám về nhà luôn. Về nhà gõ ba luôn, nằm nó trốn này luôn, hỏi gì chưa, nó chưa nữa. Nó không ai đấy, ông có nhắc này đâu nghe. Ai, vợ mày hả? Mày đó đâu? Nhà bánh. Không có, mày nói là chưa về gì. Chưa.
nó đi còn đi mới, mới đi mà nó nói kêu hôm nay lấy một ông trên năm giờ hiện nó đi cả không có nhậu nghe chưa tới nó đi nhậu đến tối luôn thì đó lại chắc mẹ nó lát gì hồi nãy bữa xô mà ông ở nhà dạ ôi biết là chịu hết nổi cái gan bây giờ xuống tới tới bụng gần quên gần nhà của anh đó gì lúc đó đến Nhật sống ta giảng à ừ giảng giảng hình vàng vàng hả giảng gì giảng ông giao ông giao phải không ở đâu vậy ở đâu ông này cái năm ngoái á khúc nào nó là ở rễ ở trong cái quế á dùng đồng vàng á đồng ông nói tên đồng vàng đó ê ông là rồi mà đi đi mà xanh đó là ông nói tên gì đồng ông trời nó chảy béo bà mập cái gì đồng vàng á đồng quá không đồng đồng gần đó không đồng cái gì hả không phải anh phải đồng nhà tú ở trong Vĩnh Quế tú chồng ở Vĩnh Đồng trong á mà con vợ vợ ê, sao trường hợp gì gần đó không anh bên từ đời chiến thắng á mình cấm hai bạn á nhưng mà không có dọn không đồng cũng bạn chơi chung thắng cũng dọn cái đó thì mình kèo nhỏ anh tuổi cũng chơi chung quyền rồi đó tụi mưa ông mặt đóng rồi mẹ chỉ ngoài chạy xe rồi rồi đi xanh đi không giống nè là ở chung là khó lấy à không có nhanh gì cho mà tiếng ngoài nhìn vô thấy đợt cái đợt dịch gì phải không đợt hình như nó xanh ngay đợt dịch thì á ờ đúng rồi còn còn chạm gán nó bơm lá ừ mời anh được gái lớn nè trai út ngon rồi đứa đứa nào cũng cũng đẹp thấy không canh này không hả? Đâu được đâu như tôi canh này canh cho hai thằng trai đâu gì đâu biết canh vậy chứ năm một chứ là kệ ba năm hai đứa không ai ba năm là lụm hai đứa à ba năm hai đứa à đó đúng chỉ tiêu có bà chủ vườn cho anh ta năm đứa đó rồi mới vô máu biết khùng luôn cậu vô khùng luôn năm đứa mẫu không nha rồi sao rồi, em nhảy nó vô sao comment chưa ừ năm đứa vậy á bỏ lông mới vô comment chưa mà chưa thấy đâu có cho mà xanh đâu mẫu. Có dặn đâu không biết có comment không biết không biết mà mổ một đứa rồi là phải mổ hoài à hỏi nội nè hỏi không không có xanh có chồng hiền có chồng chưa hiền gì ơi nè tới đâu người ta năm đứa con ai chưa có chồng đâu hỏi chồng không có chồng nhiên tự nhiên vậy là ở trong cũng âm mưu rồi chơi gì rồi năm đứa tôi tưởng là nhỏ nó có chồng rồi năm đứa con năm ghê năm ghê năm ghê ông ý hỏi nó là nó năm đứa con á ê ông nói như nhỏ nhà hàng mà còn năm sao á biết người ta nói còn biết mà không hiểu chưa gì không đi vô cuộc gì bấm điện thoại người ta kìa anh tính tương lai nghe có đâu vô chỉ bấm đăng ký rồi comment đâu đó đăng ký rồi phải bấm chuông mới chịu rồi ra về nhớ có comment vô nha một pha anh tương lai đó mình thu bút quá nhỏ nhỏ chị lên gì nhỏ không biết chị tên gì nó không biết ủa ông ơi còn nhỏ nữa nhỏ là cái trang luôn đó nhà mẹ giống không? Nhuyễn á. Anh trai. Nhuyễn đặt tên cho con tên Nhừ. Nhuyễn Nhừ. Thằng đó. Thằng trai Út đó. Thằng em đó mà hỏi tên chị đó tên gì mà suy nghĩ mũi nó mới trả lời. Nhiều vòng đó, mấy tao gấp 4 lần với mày đó. Chập vô cây cái bèn cái là xong. Bèn nó bị béo, bèn là nó béo. Muốn giật vào đó lên mua có Nguyễn Hùng á. Sao một cái hành trình khá là dài đi săn bắt ong thì mấy anh em cũng về và cũng chung vui nhẹ nhẹ hy vọng ở nhà mình xem những clip hay vui thì nhớ ủng hộ mấy anh em dịch đó ông thầy nào mà nó hết chỉnh đập ra gỡ lên đã nó ép lại chỉnh là sửa mà nếu mà chỉ dịch của chú mà nếu mà hết xài là bỏ luôn đó không sửa được nữa nữa ở đây bán nhiều tháng mà hồi bữa tôi với ông đi trong cảm chắc độ mà lên mấy góc tràm nó chắc nó nứt gà độ để đậu nước nhắm mà không bay lên góc tràm luôn đó chạy chung rừng nha ba góc tràm lãng lãng đẩy lên chỗ lãng nghiêng qua đổ chỗ tao chạy nếu mà đó, như tháng mà em dẫn hiên dập chỗ tao đụng nữa binh rồi đó lắm
không mà trong đi trong rừng mấy rồi cái đó chạy kỹ được. Tại cái thằng đó nó chỉ ổng đụng nó ôm bên mình đó. Ôm bên mình với thằng mình ổng chạy nhỏ nhưng khi nó nghe tiếng máy á. Kia mới nhầm lên lên. Chứ sao anh cũng nghe tiếng bên kia mới la đó. Rồi nó tới rồi đó. Rồi sáng đi cái ông mà ông đẩy xe nó ông tỉnh thôi. Không có chắc bệnh nữa hết. Ông vô mới ngồi ra hàng về con của ông về mà đi bộ đó nha. Chiếc xe cũng bị tai biến rồi. Không dám mình ra. Không dám mình ra lên nữa ra. Cái số 1 làm gì mà lên nổi. Đó, không có xe nào mà số 1 lên nổi vậy. Như hiệu cũng hãnh qua rồi. Rồi á, chết đi vậy. Đời trước nữa, xe đó đời trước nữa đó. Nhưng mà không biết bây giờ chiếc xe cả xe 50 cũng gì nữa. Giống như phi bắn đá vậy. Phi cục quả. Rồi ổng xuống số 1 luôn kìa. Không mà không thắng dò mình tại mấy ác chứ. Ổng nhóng lên chứ ổng tớp lại, ổng nhóng lên ổng tớp lại. Ổng bệnh mà. Mình thì bệnh mới chạy vậy chứ. Nhà ổng á, nhỏ nó suy nghĩ là nó biết lộn đường mới quay lại. Chết luôn. Tính nó kinh mùi lửa. Rồi. Vậy nói chung là đi thì lấy ông này có nhiều cái nguy hiểm lắm các bạn, nhưng mà đổi lại cũng khá là vui. Mấy nay cũng có nhiều cái kỷ niệm, nhiều cái khoa hành động chạy hồn. Đi dọc, leo cây có nông cây sẵn. Nói chung bữa nay là đi là không có gặp ông nuôi. Cũng được. Với mấy người kia thấy không? Leo đi con, leo đi, đốn cây luôn đi con. Cưa cây luôn. Chỗ sẵn mà chỗ ấy ra. Đi là hồ đi đó, bà nói lấy đi. Cô kêu cái thằng cưa cây mướn vậy là cưa, cô kêu cưa nó cưa cho con leo. Kêu cưa cho lấy luôn nè. Ông ổ nó lấy không có dụng. Biết không? Vì nó dốt xuống cái cũng bành hết luôn, còn gì nữa mà xài. Với ổ nó đóng vậy, mình nhắn không mà nó nát con chờ đi. Ừ, rớt xuống rồi như trời giáng luôn. Cái ổ nó bành cực kỳ vậy nè. Mà cái đó nó có chèo rớt xuống đè nữa. Mà nó có cái là nó còn ông đi ăn cưa gẫm rồi à. Cái đó lấy hết. Cái nó lấy cũng được đâu, có chèo nó xuống đè rồi. Không, tôi lấy được, lấy được nhưng mà nó leo cái cây nó leo cực chứ nó không có nhộng. Bố đi lấy cái quần kia, mặc cái quần jean này mặc vô leo mệt lắm. Mừng leo cây leo mông hơi mệt nữa, đừng nói chi mặc bộ đồ nữa. Còn bộ đồ đó không biết nó mất thế là sao. Cái bàn chân nó không có bám được, cái chân lùi à. Tôi móc mai cái miếng nhựa, miếng mũ mà loại cầm có mua cái guộc xe hơi á, mai vô. Không phải guộc xe, có mấy cái loại cắt giúp ông mai vô. Rồi cái miếng guộc xe hơi á, mình mai vô là nó bám được. Cái vỏ mà nội ơi. Cái guộc á, cái vỏ hay sao, cứ nhắc thôi mà. Không, tại đi lấy hoài với rồi dọn ổng lấy. Không, cái này đâu còn tháng mưa không, tháng mưa mới nhộng nhiều phải không? Ừ, đúng rồi. Bà nói con lấy được cái ổ đó nguyên dạng là bác cho con trâu luôn. Còn trâu một cái bên. Cho luôn trâu luôn. Ổng lấy ba ổng ông, ba ổng ông vậy. Ba ổng mặt quýnh chết ba con trâu, vợ tôi nghe. Cái nào? Ở dưới ông Ro. Ổng mặt quýnh chết ba con trâu luôn hả? Ừ, nhân chú con trâu á chú. Lấy chưa? Chạy bên nè. Kia lấy lại ông nói nếu như giờ nếu mà ổ ông đóng mà đi luôn á, nếu đi luôn cả trăm tích không luôn lấy nữa. Quýnh chết ba con trâu ba con mẹ. Thì sao ra bỏ mụn? Nó quýnh á. Ông ta không dở, người ta ung khói gom trâu rồi phải có gom mà. Đồ ta ra một bó gom rồi nó đốt. Ê, uống trâu chết nữa, gặp không ra không chết luôn rồi. Chắc chỗ nó buồn trâu chắc lắm. Nó lấy gọi đi mà, nó lấy gọi nó vô chim tại, mà gọi đi. Tại vì biết sao? Quýnh người thì không chết đâu, tại trâu buộc lại quýnh nó chết. Đổ rồi. Tại vì mình á, đi lấy hoài mình biết cách xử lý, còn cái người dân người ta không biết xử cách xử lý đâu. Ba. Đụng rồi không biết được xử lý. Đi cho nó rộng. Đây, mới mang thêm con gà nữa các bạn ơi. Hai con ba châu đó hư ổng nhà ổng văn độc mà biết con nào nó có giàu đâu, nó đẩy ba châu khổ luôn nhiều được có ba châu bị quýnh chết luôn à. Bữa đó giàu giống ở trên nhà của cậu Thiện chưa, ổ mới đầu cái giống là ổng ông ở chơi à, ông đẳng ông lái đồ ông uống chịu chứ ông lái cái ông tuổi vô gặp cái ổ ông mập rồi hả, nó mua cái giống cứ nhắc luôn không có thằng nào xuống giá giống được chứ. Ủa xuống chạy xuống giống giống á, độ chạy 1 2 3 chạy hứa cứ giác con giống chạy tuốt lên cho mệt. Ừ. Ông vẽ là chơi được với ông mặt chơi mình. Ơi. Đó là. Mặt dữ lắm. Rồi cái ghe nó có ấy được đâu. Chạy. Cái ghe có chạy đi được đâu, cái một ghe giống. Rồi ông trời kiếm mưa tới nữa đâu có làm gì, độ tôi đi vô trong. Có thể tôi lấy cái bị ông đựng cá. Dỗ, nó sình nó thúi tụi trùng lên đầu dám chạy lần xuống lần quay máy chạy cái ghe nó xỉu. Ổ cũng hẹn lắm cho lấy không đó ạ. Nó hiện 2-3 năm nay rồi tôi quá lắm. Dễ cho Sơn lấy. Sơn lấy. Ổ khủng không? Hổ không lấy, đi luôn, đâu có lấy miếng mật đâu đó. Để đi luôn. Dạ, nó giúp
đây. Báo không để cho mình lấy được này. Không cho. Ôi là mình sửa kìa. Ngon lành. Ừ. Bia không? Trúng không? Ai làm là mới quốc bình sữa khỏe ha. Năm rồi không? Bây giờ bắn bia làm bia bị ngủ. Cho 20 ngàn đó. Ừ. Là bà đó là mười mấy đứa con đó. Là năm mấy đứa tuổi là hai nhỏ trên đôi là thằng có chừng 11 hay 2 tuổi. Không tới nữa, 10 tuổi à. Cái này khỉ bị mấy nhỏ dụ. Dụ khỉ. Hai chục ngàn ổ bằng cái tô. Mà bà 50 tuổi, năm mấy tuổi đó mà thằng con còn lớn đó. Dạng là gọi là như đỉ gặp điếm. Có 4 chồng, 5 chồng với nhau. Không, cái đó, điếm gặp ngay bụng bự. Không, cái đó là ta duy trì nồi giống tốt không ơi. Cái đó không có sợ mất giống. Ngủ, ngủ vậy nha, ngủ chứ. Là không chỗ, mà có lại ngay chân chỗ ấy à, chỗ cái chòi bữa đó đó mình lấy vô nữa, cái chòi sao ở được đó. Mà không có ở được hay thiệt. Đợi thấy đồ đạc chén lụm cho nên được ở được. Tôi hỏi cái ổ đó rồi chừa lại không là nhóm đó là hồi phá luôn đi anh. Không có lính là thiệt đó. Ông già của ông đó trúng 5 tờ đặc biệt đó. Mà giờ thiếu nợ mấy tỷ đó. 5 tờ đặc biệt. Khi nói mấy người trúng số khi nào mà giàu hoài đâu. Hai xin chào cả nhà nha. Rồi qua cả nhà mình xem buổi đi bắt ong và một tiết mục ẩm thực nhẹ nhẹ. Ê còn cái đậu gà cũng phải đậu gà đúng không? Xem clip vui vẻ nha. Hẹn gặp lại cả nhà trên kênh Cá Năm Tiên Huy trong những clip chăn ong tiếp theo nha. Bây giờ bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong clip tiếp tục nha các nhà. Hành trình săn bắt sẽ tiếp tục. Bye bye cả nhà nha.